Hello, xin chào tất cả mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong livestream ngày hôm nay. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại khu kỹ thuật của DKI Round. Và chúng ta vừa có một ca combo mày môi và được thực hiện bởi các chuyên gia tại DK. Và cô là một vị khách khá trung tuổi. Nên chúng ta hãy cùng phỏng vấn cô một lát nhé. Dạ, cháu chào cô ạ. Cô có thể giới thiệu cho mọi người đang theo dõi livestream được biết cô tên là gì, cô đến từ đâu không ạ? Cô tên là Trần Thị Ngợi. Cô đến từ Quế Võ, Bắc Ninh. Vâng, cô ở Bắc Ninh đúng không ạ? Vậy lý do vì sao mà cô lại biết đến DK đấy ạ? Vì con cô cũng làm ở đây quá đẹp rồi, nên là con cô dẫn cô đến làm. Cảm ơn cô rất nhiều. Và ngày hôm nay theo như cháu được biết thì cô vừa mới qua DK để dặm lại lông mày và môi ạ. Vâng, thì chúng ta hãy cùng quan sát cái tình trạng của cô trước khi và trước khi làm dịch vụ nhé mọi người nhé. Và đây như mọi người có thể quan sát này, cái tình trạng môi của cô này. Môi của cô thì thâm rất là nhiều. Ngoài ra thì cái vùng môi, lòng môi dưới này bị rất là nhợt nhạt này. Ngoài ra thì cái bề mặt môi của cô thì rất là nhăn. Đó, để nhìn rất là thiếu tự tin. Và môi rất là xỉn. Và điều đặc biệt là môi này của cô là đã làm rồi đúng không cô? Lúc trước khi là cô đã làm ở nơi khác rồi đúng không ạ? Vâng. Đó, và tiếp theo là lông mày này. Lông mày này, lông mày của cô thì cô cũng đã làm ở nơi khác rồi và cô đã hút ở tại DK đúng không ạ? Vâng, nhưng mọi người quan sát nha, cái tình trạng lông mày cũ này của cô này. Chúng ta có thể nhìn thấy này, cái dáng lông mày cũ thì rất là bị quặp xuống. Đó, ngoài ra thì cái gốc mực cũ là cũng có cái tình trạng là bị trổ sang màu khác. Tuy nhiên thì sau khi được xử lý bằng siêu laser Picomax thì đã có thể là hút được hết tất cả những cái gốc mực cũ rồi. Đó, combo của cô đều là combo sửa. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn cái sản phẩm mới sau khi mà cô đã làm xong tại DK. Với lông mày thì chúng ta có thể thấy là không còn dấu hiệu của lông mày cũ nữa. Và thay vào đó là một cái cặp lông mày rất là mới này. Và đặc biệt là với cái cách xếp sợi rất là tinh tế, nên là Master One Minh Vương của chúng ta thì đã biến hóa cho cái cặp lông mày cũ, lông mày sửa này thành một cặp lông mày mới, hoàn toàn mới, rất là tự nhiên. Với cách xếp sợi thông minh và 3D nhìn như này thì sẽ rất là khó có thể nhận biết được đây là một cặp lông mày mà đã từng bị sửa rồi, đúng không mọi người? Và cái tình trạng lông mày cũ của cô phần đầu này cũng bị thiếu hụt này. Và phần cuối thì hầu như là không có lông mày. Tuy nhiên thì với cái công nghệ mới Hairshop thì sẽ rất là khó có thể phân biệt được đâu là sợi lông mày thật và đâu là sợi lông mày giả. Vì đó là một cái công nghệ mà rất tự nhiên và tiên tiến. Và ngoài ra thì môi, như chúng ta có thể quan sát này, tất cả những cái nhược điểm của môi của cô trước kia đã được xử lý hoàn toàn triệt để rồi. Và thay vào đó là một cái cặp môi rất là tự nhiên. Ngoài ra thì không hề có dấu hiệu bị sưng nề nhé mọi người nhé. Là bởi vì chuyên gia tại DK sử dụng áp dụng cái phương pháp vi chạm châu Âu, nên là giảm thiểu tối đa được 85-90% độ sưng nề. Nên sau khi mà phun môi xong này, đặc biệt là cô không cần phải ăn kiêng bất cứ một thứ gì cô nhé. Và ngoài ra thì cô vẫn có thể sinh hoạt bình thường, mình chỉ kiêng nước giúp cháu thôi ạ. Vậy cô có thể cho cháu xin một vài cảm nhận là sau khi mà laser này và làm lông mày mới thì cô thấy thế nào không ạ? Và trong quá trình laser thì cô thấy đau rát hay khó chịu gì không hả cô? Không, rất thoải mái và rất dễ chịu. Quá trình diễn ra nhanh đúng không ạ? Và không thấy đau. Vâng, vậy còn với môi thì sao hả cô? Thì cháu thấy là nhiều người phun môi rất là đau, thì cô có thấy đau không ạ? Không, cô cũng theo cô là người rất sợ đau, nhưng mà cô đến đây cô làm cô không thấy đau một tí nào. Vâng, vậy thì bây giờ cháu đã thấy cô có một cái cặp lông mày mới và môi rất là đẹp rồi. Thì cô có gì muốn gửi gắm đến đội ngũ của DK cũng như là về chuyên gia không ạ? Cô rất cảm ơn mọi người đã làm đẹp cho cô. Và cô rất thích là mọi người là, cô mong muốn là mọi người là hãy đến nơi này để làm cho nó chuẩn và hiệu quả nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô rất nhiều. Hiện giờ là DK đang có chương trình dành cho những khách hàng cũ đã từng sử dụng dịch vụ DK ấy. Thì cháu cũng rất mong là cô sẽ giới thiệu thật nhiều bạn bè đến để cùng trải nghiệm, để cùng xinh đẹp giống như cô nhé con nhá. Vâng, và mọi người ơi, nếu như mà mọi người cũng muốn đến trải nghiệm những cái dịch vụ tuyệt vời tại DK này, và đặc biệt là những cô cao tuổi này, cô trung tuổi mà đang muốn thay đổi cho cái cặp lông mày của mình và môi của mình nữa, với những cái tình trạng mà lông mày cũ, lông mày sửa, môi cũ, môi sửa, thì các cô cũng đừng ngần ngại gì mà hãy gọi điện trực tiếp đến số hotline của DK ngay ngày hôm nay. Thì chúng cháu sẽ có rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi dành cho các cô nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào tất cả mọi người.